Để chứng minh tính chân thực của trọng lực, hai đứa học sinh tiểu học ngày nào cũng ném một cục gạch xuống lầu. Cũng chính hành vi hoang đường này đã dẫn đến kết quả một bé trai đi ngang qua bị gạch rơi trúng đầu mà chết. Mà khi chúng trình bày lý do vớ vẩn này trước tòa, thẩm phán lại cho rằng chúng không có lỗi, bởi vì dựa theo đạo luật vị thành niên của Hàn Quốc, trẻ vị thành niên chưa đủ 14 tuổi sẽ không bị kết án hình sự. Vậy nên chỉ 3 phút sau khi mở phiên tòa, hai con ác ma ấy đã được tuyên bố trắng án. Mà điều đáng sợ hơn nữa là chúng không hề cảm thấy hối hận chút nào hết, thậm chí khi rời khỏi tòa án, chúng còn nở nụ cười trào phúng đắc chí với mẹ của nạn nhân. Đạo luật bảo vệ trẻ vị thành niên vốn dùng để giúp đỡ các thanh thiếu niên lầm lỡ biết hối cải, nhưng vào thời khắc này lại trở thành lá bùa hộ mệnh của ác quỷ. Bố của cậu bé xấu số thấy vợ mình khóc lóc đau khổ thì liền an ủi vợ, pháp luật vốn là vậy đó em. Em cũng biết tòa án nhượng bộ là để bảo vệ trẻ em mà, nhưng nếu như chỉ một mực khoan dung thì có thật sự khiến chúng hối cải mà thay đổi bản thân không? Khả năng này gần như không tồn tại. Bởi vì đứng trước sự thật nghiệt ngã, chủ nghĩa lý tưởng mong manh đến nỗi đụng vào là vỡ tan, 5 năm sau hai con ác quỷ ấy lại tiếp tục gây án. Chúng làm một cô gái trẻ ngủ rồi đưa đến công trường vắng bóng người, còn gọi thêm 4 tên đồng bọn rồi cùng nhau giở trò ấy với nạn nhân. Sự dung túng cho tội ác 5 năm trước cuối cùng lại thành gieo hạt giống trưởng thành cho ác quỷ. Mãi đến sáng sớm hôm sau, Son A không một manh áo che thân mới được một công nhân phát hiện, cô lâm vào tình trạng hôn mê bất tỉnh, trên người đầy dẫy vết bầm do bị AA. May mà công nhân này báo cảnh sát kịp thời nên mới cứu được mạng sống của cô. Bởi vì bị bỏ thuốc mê vào rượu nên Son A chỉ nhớ mang máng cảnh tượng xảy ra đêm qua, chỉ nhớ được có khoảng 3 người xâm hẹo mình. Nhưng chưa chờ đến khi cảnh sát triển khai điều tra, thì Son A đã bị đám người ăn no rừng mỡ trên mạng bao hành tinh thần bằng những ngôn từ bẩn thỉu nhất. Chúng luôn miệng nói rằng nạn nhân mới là kẻ có tội, không có lửa thì sao có khói. Điều này khiến Son A vốn đã bị tổn thương tâm lý nặng nề giờ lại càng không thể chịu được sự nhục mạ của mọi người, cuối cùng quyết định chấm dứt sinh mệnh. May mà ba cô phát hiện kịp thời nên mới cứu được con gái mình. Ông không thể kìm nén cơn giận nên đã đích thân đến gặp In-chun, kẻ đã gọi con gái mình ra ngoài. Nhưng tên ác quỷ ấy chẳng những không xin lỗi câu nào, mà còn ngang nhiên nói rằng trước khi hành sự chúng đã nhận được sự đồng ý của Son A rồi, nên mới xảy ra quan hệ đôi bên tình nguyện. Ban đầu chúng định tìm đại một chỗ nào đó ven đường, nhưng xét thấy có khả năng bị người khác phát hiện bất cứ lúc nào, nên chúng mới cùng nhau đến công trường để xác nhận thứ tự hành sự. Chúng thậm chí còn chơi đoán số rồi thay phiên nhau xâm hẹo Son A. Đã thế, In-chun còn tự hào kể với người bố rằng hai anh lớn chơi đùa với con gái của ông ấy trước bằng đủ các tư thế. Sau đó mới đến lượt cậu ta, nhưng vì cậu ta say rượu nên không hành sự được. Hơn nữa lúc ấy, Son A dù bị say rượu nhưng vẫn chống trả quyết liệt, khiến cậu ta rất tiếc nuối. Người bố mắng Hoang In-chun điên rồi, nhưng cậu ta vẫn rất đắc chí, còn nói ông là cha đẻ của cô ấy nên chắc không hiểu được cảm giác sung sướng của chúng đâu. Người cha không thể nhịn được nữa nên cuối cùng cũng ra tay oánh cậu ta, nhưng vì oánh trẻ vị thành niên nên ông ấy bị nhốt vào trại tạm giam. Mà điều nực cười hơn là, file ghi âm lời tự thú của In-chun cũng được cho là bằng chứng ngụy tạo do cậu ta bị ép, nên không thể trở thành bằng chứng trước tòa. Cuối cùng vụ án này được chuyển giao cho Unso. Thẩm phán của tòa án vị thành niên khi thấy họ tên và tư liệu cá nhân của In-chun, cả người Unso bất chợt run lên. Cô hoàn toàn không thể kiểm soát cảm xúc của mình, cuối cùng không đứng vững nổi nữa mà ngất xỉu. Thì ra cô chính là người mẹ mất con 5 năm trước. Sau phiên tòa xét xử hoang đường ấy, Unso đã hạ quyết tâm phải trở thành một thẩm phán trẻ vị thành niên, dành cả cuộc đời của mình để xét xử những con ác quỷ đội lốt thiên thần ấy. Giờ đây, cuối cùng cô cũng đạt được mong muốn, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho hung thủ của vụ án 5 năm trước. Sau khi tỉnh lại, cô lập tức trở về tòa án. Dựa theo lời khai từ một phía của In-chun, thực ra cậu ta chỉ nghe theo mệnh lệnh của hai người khác. Ban đầu họ chỉ định kéo Son A ra ngoài uống men mà thôi, chứ không có ý định làm gì hết. Hơn nữa lúc ấy cậu ta không hùa theo đám người kia xâm hẹo Son A, thậm chí cậu ta còn từng thử ngăn cản hành vi tội ác của họ, nhưng lại bị hai người kia xỉ và té tát. Cuối cùng cậu ta cứ đi loanh quanh ngoài công trường chờ hai người kia ra ngoài. Sau đó bên phía tòa án thông báo chỉ tìm thấy DNA của hai người còn lại trong cơ thể của Son A. Hơn nữa họ cũng thừa nhận tội ác của mình một cách dứt khoát. Bởi vì họ đã đủ 14 tuổi nên mấy ngày sau sẽ tiến hành thẩm tra và xử lý vụ án này theo án hình sự của thanh thiếu niên. Nhưng Unso lại nghi ngờ kết quả xét xử này, cô vốn định âm thầm điều tra chân tướng. Nào ngờ người chồng đã ly dị 5 năm trước đột nhiên đến gặp cô, Unso cứ tưởng anh ta sẽ giúp mình. Nhưng không ngờ anh ta lại lôi điều luật ra để đe dọa cô nên tránh tham gia vào vụ án này, vì cô từng có quan hệ máu mủ với nạn nhân của vụ án năm xưa. Unso hờ hững hỏi chồng, dựa vào đâu mà nhúng tay vào công việc của tôi, vụ việc đã đến nước này rồi thì còn liên quan gì tới anh nữa. Người chồng đáp lại, vì tôi là cha của con bé, giờ em định trả thù cậu ta sao? Làm vậy thì có thể thay đổi được điều gì đâu. Cuối cùng người bị tổn thương vẫn sẽ là em. Nhưng Unso vẫn kiên quyết đáp, tôi không quan tâm, anh cứ mở to mắt ra mà nhìn, Hoang In-chun nhất định sẽ phải chịu hình phạt nặng nhất. 3 ngày sau mở phiên tòa xét xử, nhưng Unso không gọi luôn nghi phạm mà lại gọi In-chun, ngoại trừ lặp lại lời khai lần trước. Thì lần này In-chun còn nói rằng mình bị hai anh lớn đe dọa nên mới giúp họ làm chuyện xấu, mặc dù trong lòng mình không hề muốn làm như thế. Luật sư còn đưa ra mấy tấm ảnh chụp thương tích trên người cậu ta để làm bằng chứng. Luật sư nói vụ án này vốn dĩ bắt nguồn từ mối quan hệ quyền lực không công bằng.
cậu ấy quen biết với Đông Gun và Cung Su ngoài trường học, cậu ấy phải thường xuyên đi mua thuốc lá hoặc rượu cho bọn chúng trong suốt thời gian dài. Chỉ cần cãi lời là cậu ấy sẽ bị oánh một trận no đòn. Nhưng Unso lại nhạy bén phát hiện ra sự mâu thuẫn trong lời khai trước và sau của Inchun. Nếu cậu ta rất sợ hai anh lớn kia, đã vậy còn nghe lời họ răm rắp, thì tại sao đêm xảy ra vụ án? Cậu ta lại dám lên tiếng can ngăn hai người kia, chẳng lẽ vì lương tâm bất thình lình mọc ra à? Nghe vậy Inchun sững sờ tại chỗ, Unso tiếp tục truy hỏi tại sao chỉ riêng lần này là cậu ta dám cãi lời họ. Đúng lúc này luật sư lại đứng lên biện hộ, nói quả thực Inchun rất sợ những lời đe dọa và đòn đánh của các anh lớn. Nhưng cô ta còn chưa nói hết câu thì Inchun đã tự lên tiếng, cậu ta nức nở nói vì chuyện lần này không thể chấp nhận được. Đều là con người với nhau thì sao lại thực hiện tội ác tày đình như thế, nếu là người khác thì có lẽ sẽ bị vẻ bề ngoài vô tội của cậu ta lừa gạt. Nhưng Unso đã biết rõ bộ mặt thật vô liêm sỉ của tên khốn này rồi, cô cho Inchun cơ hội cuối cùng để nói rõ sự thật nếu không cô sẽ xét xử một cách nghiêm khắc. Nhưng thằng nhóc này vẫn cứng đầu không thừa nhận, Unso bất đắc dĩ đành phải gọi nhân chứng xuất hiện trước tòa. Người này cũng là cảnh sát phụ trách điều tra vụ án này, hai người từng gặp nhau vào 3 ngày trước. Khi ấy Unso nghi ngờ vẫn còn bằng chứng khác ngoài DNA của hung thủ, vậy nên tranh thủ lúc đêm khuya vắng người. Cô đến hiện trường xảy ra vụ án, kết quả lại bắt gặp nhà thầu mỗi đêm đều đến công trường đỗ xe. Đồng thời nhận được đoạn video quay lại cảnh tượng xảy ra đêm ấy bằng camera hành trình trên xe hơi của ông ấy. Video quay lại cảnh cả đám tụ tập uống men rồi chuốc say Son A. Sau khi Son A uống say thì cả đám cùng cười rú lên đầy bỉ ổi, chuẩn bị hành vi xâm hẹo của mình. Cảnh tượng bị ghi hình bằng camera hành trình một cách rõ ràng, sự thật là cả ba người. Trong đó bao gồm cả Inchun đã thay phiên nhau xâm hẹo Son A. Hơn nữa chính Inchun cũng đã có ác ý, chứ không phải bị ép như lời khai ban đầu. Lần này cuối cùng cậu ta cũng hết đường chối cãi. Luật sư kia vẫn tiếp tục muốn chối, nói đoạn video được quay lại bằng camera hành trình này có khả năng là ngụy biện. Nhưng lúc này anh cảnh sát kia lại đưa ra tài liệu chứng minh mức độ chân thật của video do phòng phân tích video của tòa án cung cấp. Trong tài liệu khẳng định, đoạn video được trích xuất từ camera hành trình này không có dấu vết ngụy tạo, cuối cùng bởi vì cung cấp lời khai giả. Inchun bị nhận định là đồng phạm nên sẽ bị chuyển sang án hình sự vị thành niên để điều tra lại, hơn nữa sẽ hoàn thành quá trình điều tra trong vòng 1 tuần và mở phiên tòa tuyên án. Nhưng chưa đến ngày mở phiên tòa, thẩm phán Thê-chu lại hốt hoảng chạy đến, thì ra anh tìm được manh mối mới từ một vụ án khác. Vẫn còn một kẻ khác cũng tham gia vào vụ xâm hẹo tập thể ấy, tên là Đô Hưng. Unso không dám tin vào tai mình, cô lập tức trợn trừng mắt. Bởi vì cái tên Đô Hưng này chính là tên ác quỷ còn lại từng hại chết con trai của cô ấy. Lần này hai tên ác quỷ lại cùng nhau gây án, vậy thì nhân cơ hội này, cô sẽ tính sổ món nợ 5 năm trước, trả cả gốc lẫn lãi cho chúng luôn. Không ngờ đúng lúc này có một người phụ nữ xông tới, vung tay tát thẳng vào mặt cô. Tôi đã cảnh cáo cô rồi mà, tôi nhất định sẽ tìm được cô không thể trốn cả đời được đâu. Thì ra người này là mẹ chồng cũ của Unso, bà ta ngang ngược đổ hết trách nhiệm về cái chết của cháu trai lên đầu Unso, trách cô không chịu nghỉ việc ở nhà trông con. Còn nói cô là kẻ hủy hoại gia đình họ, mệnh khắc chồng, con trai bà ta khó khăn lắm mới chuẩn bị cưới vợ mới. Ai ngờ cô lại xuất hiện rồi tiếp tục dây dưa với anh ta, thấy mụ già này càng quấy ngang ngược cố tình gây sự này. Unso không muốn dây dưa với bà ta nên quay đầu rời đi. Unso ngồi trong góc nghe những lời mắng chửi vọng tới mà trái tim như bị giằng xé thành từng mảnh. Sau khi con trai bất hạnh qua đời, cô vẫn không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh ấy. Nhà của cô trống trơn, không có một chút sức sống nào. Mũi kim tuy rất nhỏ bé, nhưng lại có thể đâm người ta đau thấu tim. Miệng lưỡi không xương, nhưng lại khiến người ta tổn thương sâu sắc. Mà nỗi đau kéo dài suốt 5 năm trời của cô lại bắt nguồn từ nguyên nhân nghe như trò cười. Hơn nữa, trong mắt những tên tội phạm vị thành niên ấy, vụ án này cũng thực sự là trò cười của chúng. Bà mẹ chồng đại náo tòa án, dẫn đến việc mọi người đều biết về vụ án 5 năm trước, thẩm phán Geun-hi cũng biết được sự thật. Mà trùng hợp thay, bà ấy lại chính là vị thẩm phán đã tuyên trắng án cho hai con ác quỷ 5 năm về trước, nhưng đến nay bà ấy vẫn cho rằng phán quyết hồi ấy của mình không hề sai lầm. Còn nói nếu giao cho thẩm phán khác thì kết quả vẫn thế thôi. Nghe vậy Unso không nhịn được mà chất vấn bà ấy, rốt cuộc pháp luật là để phục vụ ai? Pháp luật được tạo ra là để che chở cho nạn nhân hay hung thủ. Nếu năm xưa Geun-hi phán quyết trừng phạt cảnh cáo hai con ác quỷ kia ở mức phù hợp, chứ không phải qua loa kết án trong vòng 3 phút, thì bi kịch hôm nay sẽ không xảy ra. Chúng hoàn toàn không rút ra được bài học từ vụ án năm xưa, mà nghiễm nhiên cho rằng mình thực sự vô tội. Khi nhận thấy pháp luật đầy rẫy sơ hở, chúng sẽ tiếp tục làm tổn thương nhiều người vô tội hơn. Nghe vậy Geun-hi nắm chặt bàn tay, đương nhiên bà ấy biết rõ Unso nói không sai, nhưng bà ấy vẫn không muốn thừa nhận sai lầm của mình. Chỉ lấy cớ Unso từng có quan hệ máu mủ với nạn nhân của vụ án năm xưa để yêu cầu cô không can thiệp vào vụ án này. Nhưng Unso sẽ không bao giờ dừng tay. Cô nhìn Son A bây giờ mà như đang nhìn con trai của mình ngày xưa. Cô tuyệt đối không cho phép phán quyết hoang đường năm xưa sẽ xuất hiện thêm lần nữa. May mà thẩm phán Thê-chu đã tìm được manh mối mới trong một vụ án xâm hẹo tình giật khác. Anh tình cờ thu thập được thông tin từ nạn nhân của Đô Hưng. Cô bé nạn nhân này đã mang thai. Theo lời khai của cô ấy thì Inchun và Đô Hưng đã thành lập một băng nhóm tội phạm, khống chế rất nhiều thiếu nữ trẻ tuổi lầm đường lạc lối, chuyên diễn kịch lừa gạt tống tiền ở các nhà nghỉ giá rẻ, có thể nói tiếng xấu lan xa. Chúng tống tiền khách làng chơi dưới danh nghĩa giở trò đồi trụy với con gái. Thủ đoạn này có thể nói là bách chiến bách thắng. Sau mỗi lần như vậy,
các thành viên trong băng nhóm đều kiếm được rất nhiều tiền. Có những cô gái trẻ bị tiền che mờ mắt nên chủ động gia nhập băng nhóm của chúng, nhưng cuối cùng mới nhận ra mình chỉ là công cụ kiếm tiền cho chúng thôi. Chẳng những không được chia một xu nào mà còn bị đe dọa tính mạng khi có ý định thoát khỏi sự khống chế của chúng, vậy nên họ căm phẫn trong lòng mà không dám hó hé nửa lời. Còn cô gái này đã tranh thủ trốn thoát được sau khi Inchun bị bắt giữ. Sau khi nắm rõ tình hình, Unso nhanh chóng hành động, cô liên tục đi tìm mấy cô gái bị băng nhóm tội phạm khống chế, kết quả biết được bằng chứng phạm tội khủng khiếp hơn của chúng. Thì ra trước kia từng có rất nhiều cô gái bỏ trốn thất bại, cuối cùng bị lũ cầm thú ấy bắt về rồi thay phiên nhau ấy ấy, hơn nữa còn ghi hình toàn bộ quá trình xâm hẹo. Chúng chẳng những dùng những đoạn video ấy để ép các cô gái phải ra ngoài bán hoa mà còn tùy ý buôn bán bất hợp pháp trên mạng. Phải nói là mất sạch nhân tính, dù một chút cặn cũng chẳng còn, từ lời kể của các cô gái. Chẳng mấy chốc Unso đã biết được hang ổ phạm tội của Đô Hưng ở đâu, thế là đã thừa dịp đêm tối không có ai mà lặng lẽ lẻn vào. Định sẽ lấy đi tất cả chứng cứ phạm tội mà bọn chúng lưu trong máy tính, nhưng ngay tại lúc này, phía sau cô đột ngột xuất hiện một bóng người, cậu ta bất ngờ hỏi cô là ai, có phải là bọn cớm không, sau đó còn cười nhăn nhở. Unso chợt nhận ra cậu ta chính là Đô Hưng, lúc này Đô Hưng không cười nổi nữa, giật mình chửi cô là mụ khốn rồi lao vào định oánh Unso, căm tức hỏi cô có biết mấy thứ trong máy tính đáng giá bao nhiêu tiền không. Vừa dứt lời là lại vung tay cho cô một tát, hoàn toàn không có tí áy náy nào về việc oánh đập người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình. Unso từ từ đứng lên, chất vấn cậu ta nếu đã được trao cơ hội thì đáng lẽ cậu ta nên sống cho đàng hoàng vào chứ, ít ra nên có một trong hai đứa trẻ sống tử tế như một con người. Unso không hiểu tại sao cậu ta có thể sống một cách khốn nạn như thế, nhưng mặc cho Unso sụp đổ, Đô Hưng vẫn trưng cái mặt nhởn như đó. Còn lao tới tóm cổ Unso rồi nói cô đang giảng đạo cho ai thế, cuối cùng rút dao ra. Lật người Unso rồi dí thẳng xuống vai cô mà không chút ghê tay. Đã thế còn vừa xoáy dao vừa hỏi cô rốt cuộc là ai. Trong lúc cậu ta đang định cho Unso thêm một dao nữa thì cô đã kịp vớ lấy viên gạch bên cạnh rồi nện thẳng vào đầu Đô Hưng. Unso ngước lên nhìn tủ giày, phát hiện ra chiếc giày thất lạc còn lại của Son A ở hiện trường vụ xâm hẹo. Thì ra Đô Hưng thật sự là đồng phạm của vụ xâm hẹo tập thể, mà phần tủ trưng bày những chiếc giày như thế đã phủ kín một mặt tường, không còn nghi ngờ gì nữa. Mỗi một chiếc giày đều tượng trưng cho một cô gái xấu số bị xâm hẹo, mà lúc này Đô Hưng cũng bước tới và tự khẳng định đúng là cậu ta cũng có mặt tại hiện trường. Còn cười khẩy rồi thách thức Unso biết được sự thật rồi thì muốn làm gì, cuối cùng nghiến răng lao về phía cô, trong đầu cậu ta chợt nảy ra ý định giết người để bịt đầu mối, và rồi đúng trong thời khắc nguy cấp, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng còi cảnh sát. Hóa ra ngay từ đầu Unso đã liên hệ với cảnh sát hình sự phụ trách vụ án này, Đô Hưng thấy vậy thì chỉ có thể vội vã rời khỏi hiện trường. Nhưng cậu ta đã nhanh chóng bị cảnh sát bắt lại, đồng thời mọi chứng cứ phạm tội cũng bị mang đi, Unso từ chối việc điều trị. Toàn thân cô đầy méo lê lết trở về tòa án, cô muốn dùng chính cơ thể của mình để thay đổi phán quyết của thẩm phán Geun-hee. Cô kể lại với thẩm phán tội ác của bọn chúng, nói hết chuyện chúng đã xâm hẹo những nạn nhân và lợi dụng họ để kiếm tiền. Thẩm phán Geun-hee thấy cô đau đớn quỵ xuống thì vội bảo cô rời đi. Bà khuyên cô nhanh chóng tới bệnh viện trước khi bà gọi xe cấp cứu tới, nhưng Unso lại chịu đựng cơn đau đớn tha thiết gọi thẩm phán. Thẩm phán Geun-hee có cứng rắn tới đâu thì cũng phải cảm động trước cảnh tượng này. Một tuần sau tòa án mở phiên tòa xét xử, nữ luật sư lòng dạ hiểm độc kia vẫn mặt dày biện hộ cho Inchun. Cô ta tuyên bố rằng nếu trong cơ thể của Son A không có DNA của Inchun, vậy thì không thể chứng minh cậu ta có phạm tội. Đã thế còn lấy ra giấy chứng nhận học sinh chăm chỉ được ngụy tạo, chứng minh Inchun ngày thường luôn là một học sinh cần cù hiếu học, luôn thích giúp đỡ mọi người. Inchun chỉ đen đủi bị người ta uy hiếp, cho nên khi tiếp nhận điều tra của cảnh sát, cậu ta mới không trần thuật chi tiết những gì xảy ra. Đồng thời nữ luật sư còn lấy ra những bức ảnh chụp vết thương trước kia của Inchun để làm chứng. Còn về Đô Hưng thì cũng tương tự, cả hai lập tức quay sang đẩy hết tất cả trách nhiệm qua hai cậu đàn em để họ gánh tội thay. Hiển nhiên là trước khi dự phiên tòa, nữ luật sư đã cẩn thận nghiên cứu những vụ xét xử trước đó của thẩm phán, dựa theo cách thức xử án nhanh gọn trước kia của thẩm phán Geun-hee. Rất có thể vụ án này cũng sẽ được phán vô tội như trước, nhưng Geun-hee lại nhớ tới lời Unso từng nói, bà cho phát đoạn ghi âm lời thú tội của hai cậu đàn em còn lại. Thì ra Tae-chu đã thành công xúi giục bọn họ phản bội hai gã đàn anh, nếu như tất cả chứng cứ hiện có được sử dụng để đưa ra phán quyết, thì rất có khả năng hai tên đàn em là Kung-su và Dong-gun này sẽ bị nhận định là thủ phạm, cuối cùng cả hai có thể bị kết án hơn 10 năm tù có thời hạn. Nhưng nếu hiện tại Kung-su và Dong-gun thành thật khai báo, thì sẽ coi như lập công chuộc tội và cả hai có thể được giảm án phạt. Kung-su và Dong-gun nghe vậy xong thì cũng chỉ có thể thành thật khai báo mọi chuyện. Dong-gun khẳng định rằng mọi chuyện đều do Đô Hưng sai khiến cả hai làm. Kung-su tiếp lời kể rằng chỉ cần không nghe lời Đô Hưng là cậu ta sẽ oánh bọn họ, nói rằng Dong-gun cũng từng bị Đô Hưng hành hạ rồi, ở phòng xử án. Đô Hưng nghe tới đây thì liền khó chịu ra mặt, Inchun cũng bắt đầu tức giận, thấy tình hình không ổn. Luật sư biện hộ vội vã đứng dậy phản đối, cô ta khẳng định những lời này chỉ là lời thú tội từ một phía, hoàn toàn không có bất cứ chứng cứ trực tiếp nào có thể chứng minh. Nhưng bọn họ không thể ngờ được, hai cậu đàn em này lại âm thầm chừa đường lui cho mình. Sau mỗi một phi vụ, cả hai đều âm thầm sao chép tư liệu vào một chiếc USB, thẩm phán Geun-hee tung ra những bằng chứng phạm tội đó trước tòa.
Điều này khiến Đô Hưng và In Chun đều á khẩu không phản bác được. Đô Hưng nhìn từng bức ảnh bằng chứng, nhớ lại cảnh tượng bọn chúng xâm hẹo nạn nhân, xâm hẹo xong còn cười cợt chụp ảnh lại làm kỷ niệm. Mà người nhà của nạn nhân khi nhìn thấy cảnh này thì chỉ biết rơi những giọt nước mắt đầy tức tưởi. Nhưng mặc dù đã đến lúc này rồi mà Đô Hưng vẫn không chịu hối cải, còn In Chun nhận thấy tai họa sắp giáng xuống nên phòng tuyến tâm lý đã hoàn toàn sụp đổ. Cậu ta đứng trước tòa, khẳng định rằng tất cả hành động của mình đều chịu sự sai khiến của Đô Hưng. Đô Hưng nghe vậy vội vàng phản bác. Thế là cả hai to tiếng cãi cọ giữa phiên tòa, cuối cùng còn dùng vũ lực, hoàn toàn không cho thẩm phán cơ hội thẩm vấn. Bọn chúng thi nhau tố giác hành vi phạm tội của đối phương. Mà tính ra mọi chuyện phát triển đến mức này thì tòa án cũng bớt việc, cả In Chun và Đô Hưng đều tự chứng minh bản thân là thủ phạm, thẩm phán Geun Hee cũng không nhiều lời với bọn chúng nữa. Bà muốn để nạn nhân Son A đang lắng nghe phiên tòa ở bên ngoài kết thúc phiên tòa này. Thật ra vốn dĩ Son A không muốn đứng ra làm chứng. Cô ấy cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để sống tiếp nữa, thậm chí có quá nhiều lần cô ấy đã nghĩ tới chuyện tự hẹo. Tuy nhiên Uso đã khuyên bảo cô ấy. Cô bảo rằng người nên cảm thấy xấu hổ nhất trên đời này phải là những tên tội phạm kia, bao gồm cả hội In Chun và Đô Hưng, cũng bao gồm những tên cặn bã thích giải tỏa trên mạng. Bọn họ mới là kẻ đáng chết nhất chứ. Việc người bị hại tự hẹo cuộc đời mình sẽ chỉ càng khiến bọn chúng càng hống hách nhờn nhơ. Chỉ khi tự mình Son A ra tòa tham dự buổi xét xử, thì tương lai cô ấy mới có thể ngẩng cao đầu và tự tin sống tiếp. Vậy là Son A đã dũng cảm lên tiếng trong phiên tòa. Cô run rẩy nói xin hãy khiến cuộc đời tôi trở lại như trước kia. Câu nói đó như dùng hết sự can đảm cả cuộc đời của cô, vừa dứt lời cô đã không kìm được nước mắt. Tiếng nức nở của cô truyền tới phòng xử án, làm tất cả mọi người đều đau đớn nghẹn ngào, chỉ riêng hai tên hung thủ là không. Cuối cùng In Chun và Đô Hưng bị tuyên án 20 năm tù, mặc dù quá trình vụ án quanh co trắc trở, nhưng cũng có thể xem như kết quả toàn vẹn. Nhưng nỗi đau bọn họ để lại sẽ không bao giờ biến mất, nạn nhân phải sống chung với nỗi đau cả đời. Ví dụ như Uso phải sống như một cái xác không hồn suốt bao năm qua, mặc dù hung thủ giết chết con trai cô đã bị trừng phạt. Nhưng nỗi nhung nhớ chôn sâu dưới đáy lòng giờ phút này đã bộc phát hoàn toàn, ngắm nhìn từng món di vật của con trai, cô khóc nấc lên đầy đau đớn, ruột gan như đứt từng khúc. Sau khi ngắm ảnh con trai lần cuối cùng, Uso mang tất cả di vật đến nhà tưởng niệm lần cuối, đem tất cả mọi thứ đốt hết cho đứa con trai ở trên thiên đường. Cuộc sống của cô vẫn phải tiếp tục. Sau chuyện lần này, Uso đã không còn vướng bận gì nữa, cô vùi đầu vào việc xét xử tội phạm vị thành niên. Ngay hôm sau, Uso đã nhận được một vụ án chia xác chấn động toàn quốc, thiếu niên 13 tuổi lừa cậu bé 8 tuổi vào nhà. Sau khi xét hẹo tàn nhẫn thì chia xác, đêm khuya vứt xác lên sân thượng, nhưng kỳ lạ là sau khi gây án, cậu ta lại chạy đến đồn cảnh sát tự thú, nói rằng mình đã giết người. Cảnh sát nghe vậy thì bất ngờ vô cùng, sau đấy chỉ thấy cậu ta lôi ra một chiếc rìu có dính máu ra, cậu ta nói mình gây án một mình. Dựa theo miêu tả của cậu ta, cảnh sát nhanh chóng tìm ra nạn nhân trên sân thượng, sau đó bắt giữ hung thủ ngay lập tức, thiếu niên này tên là Song U, sống cùng khu nhà với nạn nhân 8 tuổi, hơn nữa hai người còn chưa từng gặp mặt, không hề có thù hận gì. Điển hình cho trường hợp cố tình phạm tội ác ý, vụ án được lan truyền, nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, bởi vì Song U chưa đủ 14 tuổi nên theo đạo luật bảo vệ trẻ vị thành niên của Hàn Quốc, cậu ta sẽ được miễn trách nhiệm hình sự, nhiều nhất cũng chỉ đưa vào trại cải tạo 2 năm. Chuyện này lập tức kích thích nhân dân kháng nghị, đòi bãi bỏ đạo luật bảo vệ vị thành niên, phải trừng trị hung thủ, lấy mạng đền mạng. Đêm khuya Uso ngồi đọc tài liệu của Song U, phát hiện cậu ta vừa lên trung học đã thôi học, có tiền án cố ý gây thương tích nhiều lần. Sống trong gia đình đơn thân, còn bị rối loạn phân liệt cảm xúc nặng, phải uống thuốc mới có thể duy trì tỉnh táo. Mà chuyện này vô cùng có khả năng trở thành lý do thoát tội của cậu ta. Quả nhiên Uso đoán không sai, theo lời khai của Song U hôm đó bệnh của cậu ta đột nhiên tái phát, tinh thần hoảng hốt, mà cậu bé kia lại đến mượn điện thoại của cậu ta. Song U gắng gượng tỉnh táo dẫn cậu bé về nhà, nhưng do trẻ con ham chơi, cậu bé thấy trong nhà nhiều đồ chơi nên cứ thế ở lì trong nhà cậu ta một hồi lâu. Còn nằng nặc đòi cậu ta chơi cùng, Song U bị cậu bé làm phiền. Cuối cùng không nhịn được nữa mà nổi tâm giết người, cậu ta lao vào tóm cổ cậu bé, bảo cậu bé chơi trò trốn tìm với mình. Nếu tao chưa tìm được mày thì mày phải trốn im một chỗ, nếu tự tiện ra ngoài hoặc để tao tìm thấy mày là tao giết mày đấy. Cậu bé bị dọa sợ đành phải trốn vào trong gầm giường, nhưng cuối cùng vẫn bị Song U bắt được. Sau một loạt cười khoái chí, cậu ta bắt đầu hành vi phạm tội. Đã thế còn thích thú kể lại mọi chuyện trên tòa, làm mọi người vừa ghê tởm vừa căm hận, mà vì cậu ta còn biết rõ mình chưa đủ tuổi. Không phải chịu trách nhiệm hình sự nên thái độ vô cùng thách thức nhờn nhơ, dáng vẻ không chút hoảng sợ hay hối hận ấy khiến những người có mặt đều hận đến nghiến răng. Mãi đến khi nghỉ giữa giờ mẹ của Song U mới lững thững đến, mà bà ta đến không phải để xin lỗi, mà vừa mở miệng đã lôi luật bảo vệ vị thành niên ra, yêu cầu tòa án xử lý khoan hồng. Đúng là mẹ dại thì con hư, Uso tức giận đứng lên, yêu cầu bà ta xin lỗi gia đình nạn nhân trước rồi mới nói đến những chuyện khác. Sau đó mẹ của nạn nhân cũng đến tòa án. Uso thấy dáng vẻ khóc lóc thê thảm của đối phương thì cảm động theo, không nhịn được mà cũng ướt mắt. Người mẹ không có yêu cầu gì khác, chỉ muốn hung thủ nhận trừng phạt thích đáng. Chị ấy biết tòa án không thể nhận quà, nên bèn nấu mấy món ăn mà con trai chị thích nhất để tặng cho Uso. Đêm đó Uso lấy phần cơm đó ra thưởng thức cẩn thận. Giờ khắc này trách nhiệm trên vai cô dường như càng nặng hơn, cô thức trắng đêm nghiên cứu tài liệu.
Ngày hôm sau, Song U lại ra tòa, đối diện với câu hỏi của thẩm phán, cậu ta càng trả lời càng mất kiên nhẫn, có vẻ đang muốn thoát tội thật nhanh, thế là bèn lấy bệnh án chứng minh ra, tỏ vẻ chứng rối loạn phân liệt cảm xúc của mình trở nặng, có bệnh tâm thần cộng thêm chưa đủ 14 tuổi, Song U tự tin nắm chắc phần thắng. Nhưng khi Unso thấy vậy thì lại cười khẩy, nhìn thẳng vào mắt Song U rồi nói, cậu không phải hung thủ đúng không? Thì ra là tối hôm trước khi cô đọc tài liệu, cô đã phát hiện ra có điều bất thường. Đó chính là hội chứng rối loạn phân liệt cảm xúc thì thường xuất hiện những triệu chứng như ảo thính và ảo giác. Theo lẽ thường sẽ không đủ khả năng để làm những việc phức tạp như vậy một mình, cũng như không thể có khả năng tập trung tư duy. Vì vậy càng không cần nhắc tới những việc cần làm sau khi giết người, ví dụ như hoàn thành việc dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, đã thế còn có khả năng xóa dấu vết một cách gọn ghẽ. Một việc mà cho dù có là người trưởng thành cũng chưa chắc làm được, vậy mà cậu ta không những có thể chia xác và dọn dẹp hiện trường, mà thậm chí còn tự hoàn thành việc vứt xác. Điều này cho thấy chắc chắn có người thứ ba tham gia vào hiện trường, và đó mới chính là hung thủ thật sự của vụ án. Song U chưa đủ 14 tuổi có thể tỏ ra ngạo mạn như vậy, chắc chắn là đã có thông đồng từ trước đó và cố tình bước ra tự thú. Đây hoàn toàn không phải chỉ là suy đoán của Unso, mà cô đã tra xem camera trong thang máy nơi xảy ra vụ án và phát hiện ra dấu vết của người thứ ba, đó là một nữ sinh tên Jeon. Song U nghe xong thì mất bình tĩnh hết lên rằng không phải cô ta. Cô ta không hề liên quan gì đến vụ việc này, nhưng hành động mất bình tĩnh của Song U lại càng chứng minh được những suy đoán của Unso là hoàn toàn chính xác. Tòa án còn thu thập lịch sử cuộc gọi của hai người làm bằng chứng và biết được rằng trước khi xảy ra vụ án cậu ta có liên lạc rất mật thiết với Jeon. Song U thấy vậy thì muốn giật lại tấm ảnh, cho dù từ đầu đến cuối cậu ta không hề khai ra một lời nào, nhưng sự thật cuối cùng vẫn được làm sáng tỏ. Song U bị bắt vào viện kiểm sát, sau đó Unso bảo Thê Chu tới đồn cảnh sát trích xuất camera và phát hiện khi Song U tới tự thú, cậu ta vẫn luôn nhìn về một hướng. Và người đứng đối diện cảnh sát khi đó chính là Jeon. Để bắt được cô ta, ban đầu Thê Chu tới gặp bạn học cũ của cô ta trước. Biết được rằng mỗi tối cô ta đều sẽ tới tiệm nét mở xuyên đêm, Unso nắm được tình hình, quyết định bắt đầu hành động ngay trong đêm, nhưng không ngờ lại bị mẹ của Song U cản lại, bà ta mang dáng vẻ không thiết sống chết, yêu cầu Unso phải thả con trai bà ra, nhưng người đáng thương cũng có những lúc rất đáng hận. Nếu chỉ cần cầu xin hoặc đe dọa là có thể giúp tội phạm thoát được tội danh, thì công việc của Unso đâu còn có ý nghĩa gì nữa. Cô không muốn giải thích nhiều lời, sau đó liền quyết đoán đạp ga lái xe rời đi. Chẳng mấy chốc Unso đã tới tiệm nét và tìm được Jeon, đồng thời cũng nói rõ thân phận của mình. Sau đó Jeon cũng đứng dậy ngoan ngoãn phối hợp, nhưng khi tới ngã rẽ cô ta đột nhiên vùng ra, sau đó cố hết sức chạy trốn. Nhưng bây giờ mới chạy thì đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi, trải qua một cuộc rượt đuổi kịch liệt. Cuối cùng Jeon bị chặn lại trong một ngõ cụt nhỏ hẹp, Unso nhìn cô ta với vẻ mặt vô cảm và ánh mắt lạnh lùng. Đôi mắt cô thể hiện rõ sự căm ghét tột độ mà bất cứ tội phạm vị thành niên nào nhìn vào cũng phải rùng mình. Jeon đã bỏ học từ năm lớp 10. Bố mẹ cô ta bận làm ăn và không muốn lãng phí thời gian nên đã bỏ ra số tiền lớn mời một luật sư về biện hộ cho Jeon. Qua chuyện này có thể thấy được, phía sau một đứa trẻ vị thành niên lầm đường lạc lối thường là một cặp cha mẹ vô trách nhiệm. Trước những lời thẩm vấn sắc bén của Unso, Jeon duy trì vẻ mặt vô tội và không chịu mở miệng. Bởi vì trước đó luật sư đã căn dặn cô ta sử dụng quyền giám hộ, nên tới tận khi nhìn thấy lịch sử cuộc trò chuyện thì Jeon vẫn giữ im lặng. Không còn cách nào khác, Unso chỉ đành đưa ra đoạn video giám sát hôm xảy ra vụ việc, hỏi tại sao Jeon lại có mặt ở khu vực hiện trường vụ án. Jeon lúc này đã bối rối nắm chặt tay, hai mắt cũng đảo qua đảo lại. Cô ta chậm rãi trả lời mình chỉ đi chung thang máy với Song U thôi. Còn tỏ ra ngây thơ hỏi như vậy cũng là có tội sao ạ? Tuy Jeon không chịu nhận tội, nhưng sự thật là cô ta đã xuất hiện ở hiện trường vụ án. Cho nên Unso đã dùng lý do Jeon là đối tượng tình nghi nghiêm trọng của vụ án, yêu cầu cảnh sát tạm giam cô ta. Nhưng luật sư của Jeon cũng nhanh chóng đưa ra thủ đoạn ứng phó. Ngay hôm sau cô ta đã thuê người định hướng dư luận nói xấu tòa án, cũng công bố thông tin thẩm phán Unso cưỡng ép bắt giữ trẻ vị thành niên, đồng thời tố cáo cô đã vi phạm nghiêm trọng về trình tự thẩm tra thông thường. Hơn nữa cô còn có cách nhìn phiến diện tiêu cực đối với những tội phạm vị thành niên, cũng cho rằng Unso không xứng đáng trở thành thẩm phán tội phạm vị thành niên. Sau khi biết tin, thẩm phán trưởng của tòa án vị thành niên lập tức nổi cơn thịnh nộ, nhưng Unso không hề sợ hãi, thậm chí cô còn mạnh mẽ phản bác. Ít nhất tòa án cũng phải vạch trần được sự thật chứ, đây chẳng phải là nhiệm vụ của người chấp pháp như bọn họ sao? Lỡ như sau khi phiên tòa kết thúc, tội phạm vị thành niên không thể hiểu được luật pháp và giá trị của luật pháp thì sao? Những lúc đó thì người chấp pháp như bọn họ phải làm gì? Nếu tội phạm vị thành niên sau khi trưởng thành càng xấu xa hơn và khiến nhiều người tổn thương hơn, thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm đây? Unso khẳng định bọn họ phải để những tội phạm vị thành niên này biết pháp luật đáng sợ thế nào, cần phải giáo dục tội phạm vị thành niên rằng nếu như làm tổn thương người khác thì chúng sẽ phải trả giá đắt, nếu như cha mẹ sót con muốn bảo vệ con mình. Vậy thì gia đình cần phải phối hợp với tòa án. Unso cho rằng đây chính là lý do mà cô đứng ở đây, cô cũng chất vấn thẩm phán trưởng, hỏi ông rốt cuộc cô đã làm gì sai. Với tư cách là một thẩm phán, rốt cuộc cô đã phạm phải tội tày trời gì? Trước những câu hỏi chính đáng và sắc bén của Unso, thẩm phán trưởng chỉ biết chết lặng. Tất nhiên ông cũng biết những lời Unso nói đều đúng, chỉ là ông không muốn tòa án phải chịu điều tiếng mà tổn thất danh dự, từ đó gây ảnh hưởng tới uy tín của sở tư pháp.
Nhưng công bằng nằm trong lòng mỗi người, uy tín được gây dựng không phải chỉ dựa vào ngôn luận trên mạng, mà dựa vào xét xử và phán quyết một cách công bằng minh bạch. Uso bày tỏ mình sẽ không bao giờ dễ dàng tha cho bất cứ một tên tội phạm vị thành niên nào. Sau đó cô gọi Tae-joo đi thăm mẹ của Song-woo, báo cho bà ấy biết lúc xảy ra vụ án có kẻ thứ ba tại hiện trường, nếu bà ấy có thể khuyên nhủ con trai mình chủ động đầu thú thì nhất định sẽ được khoan hồng. Ngay từ cái nhìn đầu tiên là mẹ Song-woo đã nhận ra Jae-eun, tuy rằng không tin cho lắm, nhưng vì con trai, bà ấy vẫn quyết định đồng ý. Không lâu sau đó đã đến ngày mở phiên tòa, quả nhiên Song-woo đã hoàn toàn thay đổi cái nét huênh hoang ngang ngược ngày xưa, đứng trước tòa. Song-woo nói rằng tất cả mọi chuyện đều do mình nhận được chỉ thị của Jae-eun hôm xảy ra vụ án. Jae-eun bắt cóc cậu bé ấy đến nhà cậu ta. Cuối cùng người ra tay xét hẹo nạn nhân cũng là Jae-eun, cậu ta chỉ cung cấp nơi thực hiện hành vi phạm tội thôi. Hơn nữa trước khi xảy ra vụ việc đau lòng ấy, cậu ta không hề hay biết thấy Jae-eun giết người. Song-woo kinh hãi không thể tin nổi, mắng cô ta bị điên. Cậu ta không biết nên làm gì bây giờ cả, nhưng Jae-eun lại nói hai chúng ta đều là tòng phạm, chúng ta đều có thể sống tiếp. Sau khi nghe cậu ta khai như thế trước tòa, Jae-eun hoàn toàn không ngờ Song-woo sẽ phản bội mình. Tuy nhiên luật sư đã chuẩn bị trước cho tình huống này, cô ta vẫn giữ nguyên cách nói ban đầu, cho rằng Jae-eun mắc chứng rối loạn ảo tưởng rất nặng, bác sĩ chữa bệnh cho cô ta còn lên tòa làm chứng. Nói chính xác hơn thì chứng rối loạn ảo tưởng này còn có thể gọi là chứng ảo tưởng bị hại. Bệnh nhân hoàn toàn không thể làm chủ lời ăn tiếng nói của mình, cho dù chỉ gặp một sự cố nhỏ trong cuộc sống cũng có khả năng dẫn đến phát bệnh, không thể kiểm soát cảm xúc phẫn nộ nên làm tổn thương người khác. Thế nên động cơ gây án của cô ta khó mà xác nhận được. Nếu lúc gây án, Jae-eun đang trong trạng thái rối loạn ảo tưởng thì không có cách nào kết tội cô ta. Tuy nhiên vẫn còn một nghi vấn khác rất quan trọng, đó là hội chứng rối loạn hoang tưởng của Jae-eun và hội chứng rối loạn phân liệt cảm xúc của Song-woo đều có chung một đặc điểm, đó là tuyệt đối không có khả năng thực hiện hành vi chia xác và dọn dẹp hiện trường gây án. Vậy thì khi ấy, rốt cuộc là kẻ nào đã làm những điều đó? Lúc này Jae-eun bỗng gọi tên Song-woo và nói rằng chính Song-woo là người yêu cầu cô ta làm như vậy. Cậu ta đứng bên ngoài nhà vệ sinh, chỉ dạy cho cô ta cách chia xác nạn nhân, dạy cô ta bỏ các bộ phận của thi thể vào túi đựng rác để phi tang cái xác. Cô ta trèo lên bệ chứa nước trên sân thượng vứt túi đựng xác. Chính Song-woo đã đe dọa cô ta làm như vậy. Song-woo nghe xong thì hét lên, nói chính Jae-eun đã tự làm điều đó cơ mà. Lúc đó cô ta nói sẽ không bị lọt vào camera theo dõi đâu, cô ta đang nói dối. Tất cả mọi chuyện đều do chính cô ta gây ra, cậu ta không nói sai, nhưng Jae-eun vẫn nức nở nói chính cậu ta đứng bên ngoài nhà vệ sinh hướng dẫn cô ta hành sự. Nhưng Song-woo lại bảo là vì cô ta đề nghị cậu ta làm vậy, cậu ta muốn đầu thú nhưng Jae-eun cứ khăng khăng không chịu nghe. Sau đó Jae-eun không thừa nhận những lời nói của Song-woo, Song-woo lại nói chính cô ta đã tự tay chọn chiếc rìu ấy. Sau khi giết cậu bé kia, cô ta còn hào hứng nhảy múa nữa cơ mà, Jae-eun lại tiếp tục mắng Song-woo ngậm méo phun người. Hai người cứ thế đổ qua đổ lại cho nhau, không mèo nào chịu mỉu nào. Lúc này mẹ của nạn nhân hét lên, bảo cả hai câm miệng lại đi, nét mặt cô ấy tràn đầy đau khổ. Và xin hai người kia đừng nói nữa, bất kể là hội chứng ảo tưởng bị hại hay hội chứng rối loạn phân liệt cảm xúc thì đều không quan trọng đối với cha mẹ của nạn nhân. Cô ấy chỉ biết rằng con trai mình bị người lạ dụ dỗ về nhà họ. Cuối cùng chết trong đau đớn và tuyệt vọng mà không có mẹ bên cạnh, chỉ cần nghĩ đến đây, người mẹ lại không thể kìm nén nỗi đau trong lòng. Cô ấy lập tức yêu cầu toàn bộ thẩm phán và thẩm phán trưởng tại tòa, yêu cầu họ không thể để vụ việc đau lòng này xảy ra thêm lần nữa, nhất định phải trừng trị hung thủ một cách nghiêm khắc. Cả phiên tòa chợt yên tĩnh không tiếng động, chỉ còn lại tiếng khóc đau đớn của người mẹ. Thẩm phán trưởng tuyên bố tạm thời nghỉ giải lao. Sau khi thảo luận cùng các đồng nghiệp, thẩm phán trưởng vẫn quyết định làm theo ý kiến của Uso, tuyên án 20 năm tù giam đối với Jae-eun. Còn Song-woo sẽ bị đưa vào trại giáo dưỡng thanh thiếu niên để cải tạo 2 năm. Jae-eun nghe xong thì hét lên đòi tòa án phán quyết lại. Sao cô ta lại bị giam trong tù 20 năm được? Cô ta nổi điên đánh chửi mọi người, làm loạn trước tòa. Còn Song-woo thì cúi đầu với vẻ mặt đầy hối hận. Mọi người đều biết rằng những đứa trẻ như Jae-eun đã hoàn toàn không thể dạy dỗ lại được. Cho dù nhốt vào tù 20 năm, thì sau khi ra tù, có lẽ cô ta vẫn sẽ tiếp tục trở thành người xấu trong xã hội. Đây cũng là một mặt bất đắc dĩ của luật pháp, nhưng chí ít tòa án đã phát huy tác dụng vốn có của mình. Tuy không thể thay đổi bản chất của những tên tội phạm vị thành niên, nhưng không nên đổ hết trách nhiệm lên đầu pháp luật. Nếu các bậc phụ huynh chịu dạy dỗ con cái đàng hoàng thì đã không xảy ra những bi kịch đau lòng ấy. Nhưng chỉ cần nhìn vào việc đến tận ngày mở phiên tòa xét xử mà cha mẹ của Jae-eun vẫn không hề lộ diện, là có thể thấy được cha mẹ cô ta là người như thế nào. Nếu cha mẹ không cố gắng dạy dỗ thì những đứa con sẽ không bao giờ thay đổi. Quay lại khoảng thời gian trước khi xảy ra sự cố, Jae-eun đang ngồi một mình thì bỗng có một cậu bé đến gần vỗ vai cô ta, hỏi mượn điện thoại của cô ta một lát. Cậu bé muốn gọi điện cho mẹ mình. Nghe cậu bé gọi mẹ xong, mặt Jae-eun bỗng có một thoáng thất thần, có thể đoán mối quan hệ giữa cô ta và mẹ có gì đó bất thường. Cũng có lẽ ngay từ giây phút ấy, trong lòng Jae-eun đã nảy sinh ý nghĩ xấu xa. Sau phiên tòa, mẹ của Song-woo đến gặp thẩm phán Tae-joo, nói rằng rõ ràng anh đã hứa là sẽ xét xử khoan hồng, vậy thì phải trả tự do cho con trai của bà ta ngay lập tức chứ, thấy thái độ hất hàm sai khiến của bà ta. Cuối cùng Uso không nhịn được mà phải lên tiếng, nói bản án dành cho Song-woo đã là nhẹ lắm rồi, nếu bà ta không hài lòng thì có thể chống án.
đến lúc đó cô sẽ suy xét thật kỹ xem nên phán Song U bao nhiêu năm tù giam. Sau đó Uso nói với bà ta có một câu thành ngữ gọi là nỗi đau đứt ruột, để ám chỉ nỗi đau của bậc cha mẹ khi mất con phải chịu. Hồi Song U 9 tuổi, bà ta đã làm những gì cho cậu ta? Nạn nhân của vụ án này cũng chỉ mới 9 tuổi, mẹ của cậu bé ấy đã vĩnh viễn đánh mất con của mình. Tất cả là do con trai của bà ta. Lời nói của Uso khiến mẹ Song U rất xúc động. Mãi đến đêm khuya về nhà, nhìn thấy vết méo còn đọng lại trên sàn nhà, bà ta mới cảm nhận được nỗi đau ấy. Tội ác đã gây ra không bao giờ có thể xóa nhòa, bây giờ hối hận thì đã quá trễ. Vụ án giết người chia xác gây rúng động cả nước. Tuy rằng đã khép lại tại đây, nhưng không có nghĩa là mọi chuyện cũng đã kết thúc. Những tên tội phạm vị thành niên ấy có thật sự hối cải về tội ác của mình không? Chúng có tiếp tục tái gây án trong thời gian cải tạo không? Điều này không ai có thể bảo đảm. Hôm sau, tòa án bất ngờ nhận được một cú điện thoại tố cáo liên quan đến trại giáo dưỡng thanh thiếu niên, nói rằng giám đốc bị nghi ngờ tham ô tiền tài trợ và ngược đãi trẻ em. Sau khi nhận được tin này, Uso và Thechu lập tức đến trại giáo dưỡng để điều tra. Họ lần lượt đặt câu hỏi cho mấy cô gái trẻ, kết quả khiến hai người khiếp sợ. Từng người trong số họ đều bị ngược đẽo ở các cấp độ khác nhau. Ví dụ như mỗi lần ăn cơm, giám đốc sẽ cho họ ăn cơm thiêu và nấu cơm mới cho con gái của bà ta. Một khi có người đưa ra ý kiến không chịu ăn cơm, bà ta sẽ cầm bát cơm của họ ném xuống đất và nói, hạng con gái như mày thì ở nhà ngay cả cơm cũng không có mà ăn, còn dám canh cá chọn canh. Sau đó bà ta không cho họ ăn cơm nữa. Các cô gái đành phải cúi đầu xin lỗi bà ta, hứa mình sẽ ăn nói lễ phép hơn và xin bà ta cho mình ăn cơm, nhưng bà ta lại hỏi ngược lại, chẳng phải cô ấy đã no rồi à? Ăn no rồi thì vào phòng nghỉ ngơi đi. Cô gái tiếp tục khóc lóc nhận lỗi rồi lại bị bà ta xỉ vả một trận, quát mắng cô ấy không được khóc, chỉ tổ mang lại xui xẻo cho bà ta. Nếu cô ấy dám khóc tiếp thì bà ta sẽ không nương tay đâu. Giám đốc lập tức yêu cầu cô gái lên lầu, mới sáng ra đã khóc lóc đen đủi, trông ngứa cả mắt. Không chỉ có vậy, họ còn bị bắt đến nhà của người dân trong vùng để làm việc nhà để kiếm thêm thu nhập. Chỉ cần dám chống cự là họ sẽ bị oánh một trận như tử, thậm chí có một cô gái bị oánh gãy xương phải nhập viện, đến giờ vẫn đang nằm trên giường bệnh. Tuy rằng những tội phạm vị thành niên này được đưa đến đây để cải tạo, nhưng đến mức này thì quá quát lắm rồi. Uso và Thechu lập tức điều tra sổ sách của trại giáo dưỡng suốt đêm, nhanh chóng tìm được bằng chứng giám đốc tham ô khoản tiền tài trợ. Hôm sau họ gọi bà ta đến thẩm vấn, nhưng nào ngờ bà ta lại kể một câu chuyện hoàn toàn trái ngược với lời khai của các tội phạm vị thành niên. Bao lâu nay bà ấy vẫn tận tâm chăm sóc họ, nhưng đám con gái ấy không thỏa mãn, liên tục yêu cầu phải được hút thuốc lá trong lúc ăn cơm. Sau khi bị giám đốc từ chối yêu cầu ngang ngược ấy, chúng liền mắng chửi bà ấy và đập vỡ bát đĩa trên bàn. Bà ấy hỏi chúng định làm gì, chẳng lẽ chúng không biết trân trọng lương thực à? Thế là một đứa con gái hằn học nói, có phải bà ấy định nói là loại con gái như họ ở nhà ngay cả cơm còn không có mà ăn, bây giờ còn dám canh cá chọn canh không? Bà ấy bảo chúng đừng nhìn bà ấy kiểu đó, sức chịu đựng của bà ấy có giới hạn thôi. Thế là đứa con gái đó tuyên bố không ăn cơm, đứng dậy đá ghế bỏ đi. Bà ấy mới mắng cô ta đừng ăn nữa, cô ta không có tư cách ăn cơm. Lúc này con gái Kim A của giám đốc đứng lên nói, mới sáng sớm ngày ra mà làm ồn gì thế? Đám con gái kia vừa nhại lại câu nói của Sim A vừa cười ầm lên, giám đốc không dám làm gì chúng. Cuối cùng chỉ có thể im lặng dọn dẹp đống bê bối trên sàn nhà, còn chuyện phải đi làm việc nhà cho người dân trong vùng thực ra cũng là có nguyên nhân. Hồi mới xây dựng trại giáo dưỡng, tội phạm vị thành niên này đã bị người dân trong vùng phản đối dữ dội. Mọi người đều cho rằng tội phạm vị thành niên không nên xuất hiện trong khu vực họ sinh sống, vậy nên để xoa dịu quan hệ với người dân trong vùng, giám đốc đã đích thân dẫn chúng đến nhà người dân để giúp đỡ họ làm việc, hơn nữa còn tổ chức các hoạt động tập thể với mục đích thay đổi thành kiến trong lòng mọi người. Tuy nhiên, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, chúng vẫn kéo bè kết cánh, cùng nhau bắt nạt những người biết hối cải và cố gắng cải tạo, thậm chí còn tàn nhẫn đến độ oánh gãy chân người ta. Để xác nhận lời khai của giám đốc có thật hay không, Uso gọi mấy cô gái kia vào văn phòng, sau đó gọi một cuộc điện thoại cho bệnh viện. Cuối cùng chân tướng cũng rõ ràng, quả nhiên sự lương thiện không thể cảm hóa tội ác. Đối với những tên tội phạm vị thành niên như chúng thì phải trừng phạt thật nghiêm khắc, khiến chúng e ngại pháp luật từ tận đáy lòng. Sau đó Uso đến bệnh viện thăm cô gái bị thương, lúc này mới biết giám đốc tham ô tiền tài trợ không phải để tư lợi, mà là để chi trả viện phí cho cô ấy. Bà ấy vẫn suy nghĩ quá lạc quan đối với tội phạm vị thành niên, bởi vì nếu chuyện này bị phơi bày trước mặt mọi người, chúng sẽ bị pháp luật trừng phạt thêm lần nữa, vậy nên giám đốc mới tự ý âm thầm tham ô công quỹ. Cô gái nói rằng sau khi xuất viện, mình sẽ chăm chỉ làm việc để bù lại khoản tiền này và van xin Uso đừng đóng cửa trại giáo dưỡng, bởi vì cô ấy thật lòng coi nơi ấy là nhà của mình, cũng coi giám đốc như mẹ của mình, bởi vì sau khi đến trại giáo dưỡng, cô ấy mới biết cảm giác được yêu thương, được có người gắp đồ ăn bỏ vào bát của mình. Cô ấy đã tự nhủ với bản thân, sau khi kết thúc thời gian cải tạo thì nhất định phải sống thật tử tế. Cô ấy cũng đã đặt mục tiêu mới cho cuộc đời mình. Cô ấy muốn đền đáp công ơn của giám đốc. Sau khi biết mình hiểu nhầm giám đốc, Uso lập tức lái xe đến trại giáo dưỡng ngay trong đêm, nhưng lại chỉ thấy một đống ngổn ngang bừa bộn, có vẻ như đã xảy ra một vụ ẩu đả tại đây. Hơn nữa, những đứa trẻ tội phạm vị thành niên và giám đốc đều không biết tung tích, chỉ còn mỗi con gái Sim A của giám đốc ở đây. Uso liền hỏi cô bé đã xảy ra chuyện gì. Kim A nói mẹ của cô bé vừa mới được xe cứu thương chở đi. Uso nghe xong thì không thể tin nổi,
Thì ra khi biết tin trại giáo dưỡng sắp bị đóng cửa, giám đốc đã bị sốc và ngất xỉu tại chỗ. Vì chuyện này mà Kim A kích động quá mức, cho rằng mẹ mình bị đám tội phạm vị thành niên kia làm hại mới ra nông nỗi này. Thậm chí cô bé còn nghĩ mình không được gặp cha cũng là vì chúng. Mẹ nói với cô bé là cha của cô bé được cử ra nước ngoài làm việc, không thể trở về. Nhưng tất cả chỉ là lời nói dối, bởi vì cha mẹ cô ấy đã ly hôn từ lâu rồi. Chỉ vì nơi này mà mẹ cô ấy không chịu buông tay, vì cái trung tâm giáo dưỡng vớ vẩn này, tất cả là do đám con gái hư hỏng kia làm hại hết. Mấy hôm trước em gái của cô bé bị đau bụng kinh rất nặng, thậm chí còn bị đưa vào bệnh viện. Nhưng cuối cùng mẹ cô bé vẫn không đi đón em, bởi vì so với con gái ruột đang nằm trong phòng bệnh, thì việc cho đám con gái hư hỏng kia ăn no còn quan trọng hơn. Lần nào bà ấy cũng coi người khác quan trọng hơn con gái ruột của mình, bây giờ Uso mới biết. Thì ra cú điện thoại tố cáo ấy không phải là do đám tội phạm vị thành niên kia gọi đến, mà là Kim A vì mẹ mình nên muốn mượn cớ này để đóng cửa trại giáo dưỡng. May mà giám đốc không có vấn đề gì đáng lo ngại, còn đám tội phạm vị thành niên kia thì đã nhân cơ hội cùng nhau bỏ trốn sau khi không còn bị trói buộc. Mầm mống tội ác ẩn giấu sâu trong lòng chúng cũng sắp sửa bùng nổ, mọi người lập tức chạy đến đồn cảnh sát gần đó để báo án. Sau đó chia nhau thành từng nhóm để đi tìm tung tích của chúng. Nào ngờ đúng lúc này, một cô gái bất ngờ chủ động liên lạc với họ. Thì ra cô ta là một trong số đám tội phạm vị thành niên chủ động bỏ trốn. Cô ta nói rằng một cô gái tên Giang Na đã ép tất cả các cô gái khác bán hoa ở nhà nghỉ để kiếm tiền. Cuộc gọi đang dang dở thì đột nhiên Giang Na xuất hiện rồi bắt lấy cô ta. Khi nhận được tin tức này, nhóm Unso lập tức triển khai hành động, nhưng lúc này cô gái đã bị nhốt vào phòng thuê, Giang Na còn đứng dưới lầu canh chừng. Cô gái muốn thừa dịp này để bỏ trốn, không ngờ lúc này chợt có một gã đàn ông bước vào phòng. Không nói không rằng đã lập tức dùng dây xích khóa cửa lại, cô gái hỏi gã ta đang làm gì. Tại sao lại khóa cửa, gã ta quay đầu lại, thản nhiên nói thời buổi này có quá nhiều đứa nhận tiền xong chuồn luôn, nên gã ta phải đề phòng, tranh thủ lúc đối phương đang tắm. Cô gái vội mở ba lô của gã ta để tìm chìa khóa, nào ngờ lại hoảng sợ đến nỗi suýt nữa hét lên, bởi vì trong ba lô chỉ toàn những thứ ấy ấy chứ không có món đồ nào khác. Ngay cả ví tiền cũng không có một đồng nào, cô gái đành phải thử mở khóa điện thoại của gã đàn ông để báo cảnh sát. Nhưng đúng lúc này tiếng nước chảy bỗng ngừng lại, cô gái bị gã đàn ông hành hẹ. Gã đàn ông cho rằng cô ta đang định chơi khăm mình nên liên tục đánh đập cô ta, mắng cô ta định lừa tiền của mình. May mà lúc này Unso đã dẫn cảnh sát đến đây lục soát. Họ lần lượt kiểm tra từng căn phòng, còn ở trong căn phòng, cô gái đập vỡ chai rượu, đe dọa đối phương mình sẽ tự xét, nếu gã dám bước lên một bước là cô ta sẽ tự xét ngay, rồi gã sẽ phải ngồi tù. Gã kia thấy vậy thì cũng chẳng hoảng sợ gì, tưởng cô gái định lừa mình, còn bảo có giỏi thì cứ làm đi. Đúng lúc này một giọng nói truyền vào từ ngoài cửa, cảnh sát trả án đây, xin hãy phối hợp với cảnh sát. Cô gái nghe xong liền hét lên kêu cứu. Thấy hành vi xấu xa của mình sắp lộ tẩy, gã đàn ông thẹn quá thành giận, mưu toan bóp chết cô gái. Đúng vào thời khắc nguy cấp, cảnh sát ở bên ngoài nghe thấy tiếng động lạ trong phòng nên kịp thời phá cửa xông vào. Gã đàn ông định nhảy qua cửa sổ để bỏ trốn, kết quả lại bị cảnh sát bắt giữ ngay lập tức. Cuối cùng tất cả các cô gái khác đều được tìm thấy và dẫn đi, nhưng lại không thấy Giang Na đâu cả. Sau khi thẩm vấn các cô gái, cảnh sát mới biết thì ra Kim A biết Giang Na có tình cảm sâu đậm với mẹ của cô ta. Vậy nên đêm hôm ấy trò chuyện với cô ta, cô ấy đã nói dối rằng mẹ của cô ta đang bị bệnh nguy kịch. Thế là Uso và giám đốc tìm đến nơi ở của mẹ Giang Na. Quả nhiên nhanh chóng tìm được Giang Na đang ngồi trên cầu thang, mặt cô ta bê bết méo, trông có vẻ không ổn cho lắm. Thì ra đêm qua cô ta thực sự về đây tìm mẹ mình, nhưng bà ta hoàn toàn không bị bệnh nguy kịch, đã vậy còn tìm được niềm vui mới, hơn nữa còn cực kỳ chán ghét Giang Na. Cho dù cô ta là con gái ruột của mình, vì phải sống trong gia đình cha mẹ ly dị từ thuở nhỏ, cộng thêm người mẹ ngay từ hồi còn bé đã ruồng bỏ mình, vậy nên Giang Na rất thiếu thốn tình thương. Cô ta rất hâm mộ những đứa trẻ lớn lên trong vòng tay bao bọc của cha mẹ. Thái độ của người mẹ khiến cô ta không thể kìm nén cảm xúc, từ yêu thành hận. Cô ta điên cuồng đập cửa gọi mẹ mình ra. Một người đàn ông mở cửa, hỏi cô ta là ai. Giang Na điên cuồng muốn xông vào nhà, nhưng lại bị người đàn ông ngăn cản, mắng chửi là kẻ điên. Người mẹ trơ mắt nhìn con gái mình bị nhân tình oánh mà không nói một lời, thậm chí còn ngoảnh mặt làm ngơ. Những đứa trẻ hay bị tổn thương thường có xu hướng tự hành hẹ bản thân, hơn nữa sẽ dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội hoặc trà trộn với những tên côn đồ trong xã hội, cuối cùng hoàn toàn biến thành kẻ phạm tội. Thực ra ngay từ đầu chúng biết rõ hành vi của mình là sai trái, nhưng chúng vẫn cố ý phạm tội, bởi vì chúng mong muốn nỗi đau khi tự hành hẹ bản thân mình cũng sẽ gây tổn thương cho người thân ruột thịt của mình, các cô gái kia và cả Kim A cũng vậy. Thực ra mục đích của chúng rất đơn giản, chúng chỉ muốn thu hút sự chú ý của người lớn, muốn cho họ biết nỗi đau của mình, hy vọng rằng người lớn sẽ không phớt lờ mình, nhưng kết quả không được như mong muốn. Trên thực tế, đa số hành vi phạm tội đều bắt nguồn từ hoàn cảnh gia đình, tòa án hay trại giáo dưỡng chỉ có tác dụng hỗ trợ. Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến phạm tội ở tuổi vị thành niên vẫn là vì thiếu thốn tình thương, mà vấn nạn này sẽ mãi mãi không được giải quyết. Những bậc phụ huynh cả đời thất bại, mãi mới có quyền lên tiếng tuyệt đối với con cái của mình, vậy nên có những người lớn hoàn toàn không biết cách yêu thương người khác. Unso mong rằng giám đốc sẽ rút kinh nghiệm từ vụ việc lần này, đừng chờ đến khi con gái mình cũng biến thành tội phạm vị thành niên thì mới hối hận. Giám đốc khỏe lại rồi cùng trở về với con gái, bà gọi tên con rồi bước tới ôm lấy bả vai con mình,
mẹ mệt quá cho mẹ ôm một cái đi. Cô con gái mỉm cười hạnh phúc nhưng vẫn tỏ ra dỗi hờn. Vậy là hai mẹ con giám đốc đã hiểu lòng nhau, tình cảm mẹ con cũng dần bền chặt. Còn bên phía tòa án vị thành niên, sau khi trải qua cuộc thảo luận trong giờ nghỉ giải lao, bọn họ quyết định vẫn tiếp tục mở cửa trại giáo dưỡng, nhưng vụ bắt nạt tập thể và vụ việc của Giang Na thì không thể nhắm mắt cho qua. Ngày hôm sau, những tội phạm vị thành niên được tập hợp lại để nghe tuyên án, mỗi người đều được đưa tới những trại cải tạo dành cho trẻ vị thành niên nghiêm khắc hơn để tiếp nhận cải tạo. Hơn nữa, lần này phụ huynh cũng cần phải tiếp nhận cải tạo giáo dục cùng chúng. Đặc biệt là bố mẹ của Giang Na, người giám hộ ai nấy cũng cúi gập đầu, họ còn tập trung ngồi hết ở đằng sau. Trông vô cùng hổ thẹn, nhưng rốt cuộc họ cảm thấy hổ thẹn vì con của mình hay là cảm thấy hổ thẹn vì chưa giáo dục con thật tốt. Dù việc này không dễ đoán, nhưng nhìn cách họ đang ngồi tại tòa án, thì có lẽ phần lớn trong họ không tồn tại khái niệm hổ thẹn. Vậy là phán quyết đã được đưa ra. Cùng lúc đó, tranh án của tòa đã gọi thẩm phán trưởng của bộ phận xét xử trẻ vị thành niên đến phòng làm việc. Thì ra gần đây có vụ lộ đề thi tại một trường cấp 3. Hơn nữa, những học sinh của trường này đều là những đứa trẻ thuộc giới tinh anh. Trong những đứa trẻ này, có những đứa trẻ là con của các nhân vật chính trị có tầm cỡ và trong các bộ ban ngành. Đây là một vụ án có quy mô tập thể vô cùng khó nhằn. Tranh án quyết định giao toàn quyền xử lý cho thẩm phán trưởng. Thẩm phán trưởng cũng nhận lời, sau khi hoàn thành vụ án này thì sẽ từ chức để tham gia chính trị. Thì ra ông luôn có một ước mơ cải cách luật pháp áp dụng với tội phạm vị thành niên. Mà việc này thì chỉ có thể trở thành nghị viên mới có thể thực hiện được, và vụ án này cũng sẽ là vụ án cuối cùng của ông. Thẩm phán trưởng vô cùng tự tin, không ngờ khi ông vừa bước ra khỏi cửa thì nhận được điện thoại của cảnh sát. Con trai ông thì bị dọa sợ tới nỗi không dám mở cửa, thì ra con trai ông cũng tham gia vụ án lộ đề. Sau khi nghĩ tới những lời bản thân đã hứa với chánh án, thẩm phán trưởng vô cùng tức giận trở về nhà. May mà cảnh sát không tới vì vụ lộ đề, mà họ chỉ tới để điều tra về một vụ tai nạn giao thông xảy ra gần đây. Thẩm phán trưởng tức giận ném đập phá đồ đạc. Rõ ràng trước đó ông đã cấm hai mẹ con không được tham gia vào vụ đó rồi. Bà mẹ khẳng định con trai chỉ tham gia một lần rồi không tham gia nữa. Hơn nữa có rất nhiều người cũng tham gia. Chỉ có hiệu trưởng mới biết danh sách, nhiều người cùng vi phạm như vậy thì chắc sẽ không sao. Nhưng giờ cả xã hội đều đang hướng ánh mắt tới sự việc này. Thẩm phán trưởng Giang biết rằng sự việc không hề đơn giản như vậy, nếu như bị bại lộ thì tiền đồ của con trai và sự nghiệp của ông sẽ chấm hết. Thẩm phán trưởng tức giận hỏi con trai, trước đó ông đã cảnh báo cậu ta đây là một việc vô cùng nguy hiểm, cấm cậu ta không được tham gia rồi. Nhưng tại sao vẫn làm trái lời ông? Ông vô cùng bất lực, dường như đã buông xuôi và không còn cách nào để cứu vãn lấy sự việc này nữa. Còn bà mẹ lúc này mới nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc, bắt đầu gào thét lên trong đau khổ vì mình đã hủy hoại tiền đồ của cả chồng và con trai. Ngày hôm sau, vụ lộ đề đã được đăng lên các trang tin tức. Việc thẩm phán trưởng Giang tham chính cũng được công bố, nhưng cậu con trai Shinju lại không muốn làm mất uy tín của bố mình, nên đã chạy tới đồn cảnh sát chuẩn bị đầu thú. Đến tối muộn, sau khi thẩm phán trưởng Giang đi ăn cùng với nghị viên, thì nhận được điện thoại của cảnh sát. Thì ra lúc Shinju băng qua đường thì gặp tai nạn và bị thương rất nặng. Hiện tại đang nằm trong phòng cấp cứu, nhìn con trai hôn mê không tỉnh và người vợ đang khóc nấc bên cạnh. Thẩm phán trưởng Giang bỗng trở nên trống rỗng vô cùng, ông chợt nhớ lại lúc trước mình đã chỉ mắng con trai mình tự đi chết đi. Đừng có kéo người khác theo, bà vợ nói rằng đây tất cả đều là lỗi của ông. Thì ra trước đây thẩm phán trưởng Giang luôn so sánh Shinju với con trai thứ hai, ông mắng cậu quá kém cỏi, là con của thẩm phán mà lại toàn đứng thứ nhất từ dưới lên, việc này khiến ông cảm thấy vô cùng mất mặt. Chính vì vậy mà Shinju cảm thấy vô cùng áp lực vì muốn được bố công nhận, nên hàng ngày cậu đều học tập vô cùng chăm chỉ, nhưng thành tích lại không cải thiện chút nào. Đúng lúc đó nhà trường biết cậu là con của thẩm phán, nên đã chủ động mời cậu tham gia vụ lộ đề, điều này mới dẫn đến sai lầm duy nhất của cậu. Nhưng kể từ sau vụ việc đó, Shinju đều cảm thấy vô cùng hổ thẹn, vì vậy đã rút lui không tham gia nữa. Xét cho cùng thì cậu cũng là một đứa trẻ tốt, những việc này trước giờ thẩm phán trưởng Giang không hề hiểu. Cuối cùng ông cũng nhận thức được hành động sai lầm của mình, sau đó ông đã đến chỗ nghị viên và muốn rút lui khỏi tuyển cử. Nhưng ông lại bị đối phương từ chối, bởi vì đối với các chính trị gia Hàn Quốc, xảy ra sự việc như vừa rồi cũng là điều hết sức bình thường. Hơn nữa còn được coi là việc nhỏ, nếu bây giờ ông không tranh cử nữa, thì các kênh truyền thông sẽ đeo bám lấy ông. Nghị viên yêu cầu nhanh chóng giải quyết vụ việc. Sau đó thẩm phán trưởng Giang đã lén đến gặp người phụ trách vụ án lộ đề, nói với anh rằng ngày mai trên tòa thì cứ phủ nhận. Lúc đầu người phụ trách còn không hiểu chuyện gì. Đến hôm đưa ra phán quyết, sau khi nhìn thấy thẩm phán trưởng Giang làm thẩm phán trưởng thì anh mới vỡ lẽ, không chỉ học sinh và nhà trường phủ nhận tội danh của mình. Thậm chí các phụ huynh còn cho rằng việc lộ đề là việc hết sức bình thường. Một phụ huynh đứng lên giải thích ngày xưa để đỗ được Đại học Seoul thì chỉ cần chăm chỉ học tập. Nhưng bây giờ, nếu một đứa trẻ muốn vào được Đại học Seoul mà chỉ học mỗi ở trường thôi là không thể nào đỗ được. Vì vậy các phụ huynh cần phải chi tiền, chi rất nhiều tiền để thuê các nghiên cứu sinh giúp con em học tập, rồi chúng sẽ phải trải qua hàng chục hàng trăm kỳ thi tại trường để đánh giá khảo sát. Nghe những lời của vị phụ huynh này, Unso không tránh khỏi ngạc nhiên. Nếu đã phiền phức như vậy thì tại sao lại không từ chối, cứ để cho lũ trẻ học như bình thường thôi là được rồi mà. Phụ huynh lại tiếp tục giải thích, vì kỳ thi đại học như một chiến trường và muốn tốt cho con của mình nên mới đồng ý với lời đề nghị đó. Nếu cô không đồng ý thì cũng sẽ có những đứa trẻ khác bị thế vào chỗ của con trai mình trên bảng xếp hạng điểm.
dù cách nhau có 1-2 điểm thì cũng là top 1 và top 10. Phụ huynh này còn nhấn mạnh, việc lũ trẻ nhận được đáp án bài kiểm tra không phải là do lũ trẻ học kém, mà là do chúng cần dành thời gian để ôn tập các môn khác để chuẩn bị chinh chiến trên chiến trường sinh tử khắc nghiệt mang tên thi đại học. Lời nói của phụ huynh khiến cho những người có mặt tại tòa đều cạn lời, còn phụ huynh thì càng nói càng tức giận, hơn nữa còn hỏi thẩm phán bao giờ mới kết thúc vụ án. Vì con của cô ta còn phải tham gia lớp học thêm, xem ra họ vẫn chưa cảm thấy có lỗi trong việc này. Cuối cùng thẩm phán trưởng Giang đã nhanh chóng kết thúc phiên tòa sơ thẩm. Ông còn dùng quyền hạn của mình để thả tất cả nhân chứng đi. Việc này khiến cho Uso cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cô chỉ hỏi một câu, không ngờ thẩm phán trưởng lại vô cùng tức giận. Còn mắng cô không biết chừng mực, nếu cô cứ như vậy thì ông sẽ từ chức. Việc này lại khiến cho Uso nhìn ra điểm bất thường. Vài ngày sau phiên tòa lại bắt đầu, không ngờ có một học sinh đã nói ra manh mối. Cậu đã chính tai mình nghe thấy hiệu trưởng gọi điện cho người phụ trách, nói rằng có tổng cộng 24 học sinh tham gia vào vụ lộ đề. Nhưng cuối cùng lại trở thành 21 học sinh, vẫn còn 3 học sinh bị lọt lưới, nhưng cậu không nghe được tên cụ thể. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn 3 học sinh đó là con của nghị viên hoặc một người có chức quyền nào đó. Thậm chí có cả những đứa trẻ có thành tích tốt, vì nếu xét những lời khai của các phụ huynh trước đây, những đứa trẻ đó tham gia vụ lộ đề không phải vì muốn đạt điểm cao, mà mục đích là để tiết kiệm thời gian học các lớp học thêm, hoặc cũng có thể các học sinh này giữa chừng rút lui khỏi vụ lộ đề. Uso đã rút ra manh mối từ việc này, cuối cùng tìm ra được 6 học sinh phù hợp với điều kiện. Quả nhiên trong danh sách phát hiện ra tên của Shinju, con trai của thẩm phán trưởng Giang. Có vẻ phán đoán của cô đã đúng, nhưng hiện tại vẫn chưa tìm được bằng chứng xác thực. Ở phiên tòa thứ 3, thẩm phán trưởng Giang dường như càng gấp hơn, ông liền tuyên bố phiên tòa sẽ được đẩy nhanh và mọi yêu cầu về nhân chứng tham dự đều bị từ chối. Công tố viên cho rằng không có lý do nào hợp lý để từ chối các nhân chứng quan trọng cả, nhưng thẩm phán trưởng Giang vẫn kiên quyết từ chối nhân chứng. Cuối cùng Uso cũng không chịu được nữa nên đã tuyên bố tạm dừng phiên tòa, thậm chí còn tuyên bố rằng vì thẩm phán trưởng đang không tuân thủ trình tự của một phiên tòa nên cần một tiếng để làm việc lại. Việc này khiến cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Sau đó cô bị thẩm phán trưởng Giang trách mắng một trận vì dám vượt quyền. Uso thấy vậy liền dứt khoát nói ra việc của Shinju. Thẩm phán trưởng Giang quả nhiên đã bị đâm trúng tim đen. Ông lớn tiếng quát cô rằng việc đó không có chứng cứ. Ông còn uy hiếp cô, nếu cô chỉ dựa vào suy đoán và quy chụp sự việc thì ông sẽ dùng mọi cách để phản công lại. Sau đó hai người tan rã trong bất hòa, nhưng không ngờ rằng ngày hôm sau Uso đã báo cáo lại sự việc cho chánh án. Thẩm phán trưởng Giang thấy vậy còn định rảo biện, nhưng lúc đó Uso đã đem chứng cứ tới. Thì ra hôm qua cô đã đến thăm Shinju mới tỉnh lại, đáng lẽ hôm đó cậu bé đã định tự đi đầu thú rồi, nhưng lại đột nhiên cảm thấy làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới bố, nên mới làm ra chuyện ngu ngốc như vậy. Cậu thấy chỉ cần mình chết đi là xong. Uso đã thuyết phục cậu bé, đời người ai cũng sẽ phạm sai lầm, nhưng quan trọng là hành động sửa chữa sau khi mắc sai lầm đó. Những lời nói này của cô đã tác động lớn tới Shinju, cuối cùng Shinju đã tự mình thừa nhận mọi chuyện. Uso đã đưa ra chứng cứ trước mặt tất cả mọi người. Việc này khiến cho thẩm phán trưởng Giang á khẩu, chánh án cho ông một ngày để thu dọn đồ và chủ động từ chức. Nhưng việc này không có nghĩa thẩm phán trưởng Giang là một người xấu. Mục đích của thẩm phán trưởng Giang là bước chân vào giới chính trị, tiến hành cải cách luật pháp dành cho trẻ vị thành niên. Ông ấy muốn dùng một cách sai lầm để có được chính nghĩa. Đây là chủ nghĩa công lợi điển hình. Còn về việc chủ nghĩa công lợi là đúng hay sai thì phải được xác định từ mặt trái của chủ nghĩa lý tưởng. Mà kết quả của chủ nghĩa lý tưởng lại là để một người có khả năng sẽ phát triển ngành tư pháp bị ép phải từ chức, khiến công chúng nghi ngờ uy tín của tòa án, khiến một tổ chức đang vận hành ổn định rơi vào bế tắc. Nếu một người phải thập toàn thập mỹ, không có một lỗi sai hay khuyết điểm nào, vậy thì ai cũng sẽ phải tự kiểm điểm lại bản thân mình. Cuối cùng trong xã hội này, ai cũng sẽ sống cho bản thân mình, sẽ không còn ai dám lên tiếng đòi lại công lý. Nhưng công lý nào rồi cũng sẽ chiến thắng, vì trong bất cứ chế độ nào, cũng cần có người tốt và người có năng lực phối hợp với nhau thì mới có thể phát huy được tác dụng lớn hơn. Còn hiện tại, một người có năng lực như thẩm phán trưởng Giang đã phải giao phó lại nhiệm vụ cải cách luật pháp cho một người tốt như Uso. Cùng lúc phiên tòa cuối cùng diễn ra, ông ấy đã lẳng lặng rời đi, chỉ có thẩm phán Thechu đến tiễn ông, đồng thời lấy ra một tấm ảnh. Thì ra trước đây anh cũng từng là một tội phạm vị thành niên và cũng là một trong số nhiều người nhận được sự giúp đỡ của thẩm phán trưởng Giang. Anh bắt đầu kể về ngày đầu tiên anh nhận chức, thẩm phán trưởng cũng nói ông đã nhận ra anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Và ông cũng vô cùng cảm kích vì anh đã trở thành một người tốt. Đúng lúc này, thẩm phán Thechu cúi xuống buộc dây giày cho thẩm phán trưởng Giang. Cũng giống như cách ông đã buộc dây giày cho anh khi anh còn là tội phạm vị thành niên vậy, dáng vẻ khi đó của thẩm phán trưởng khiến anh nhớ mãi không bao giờ quên. Anh dường như luôn ghi nhớ mọi hành động ân cần giúp đỡ của ông đối với mình. Hai người cùng nhau nói lời tạm biệt cuối cùng trong xúc động. Ông nhắc nhở anh tuyệt đối phải đi theo con đường chính nghĩa, không được mắc sai lầm giống như ông. Sau đó ông cũng rời đi. Thẩm phán Thechu gặp người cúi chào thẩm phán trưởng Giang lần cuối cùng, thể hiện sự tôn trọng và tôn kính của mình. Thẩm phán trưởng Giang để lại cho Uso một bức thư. Trong thư ông nói rằng thực chất ông không hề ghét cô, chỉ là đôi lúc có tức giận chút thôi. Nhưng ông thấy những lời của Uso không hề sai và những hành động của cô lại càng không sai. Ông hy vọng Uso có thể tiếp tục trở thành một thẩm phán tốt.
Ông còn hy vọng cô có thể hoàn thành sự nghiệp đang dang dở của mình, có thể thực hiện cải cách luật pháp đối với trẻ vị thành niên trong tương lai, còn kết quả như thế nào thì chỉ có thể do ông trời quyết định, cũng giống như hệ thống tư pháp dành cho trẻ vị thành niên ở Hàn Quốc hiện nay, không ai có thể đưa ra một giải pháp hoàn hảo. Nhưng trước khi đó, sự khoan dung của luật pháp sẽ tương đương với việc dung túng cho tội phạm. Bởi vì các hành vi của trẻ vị thành niên rất dễ bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh, chúng giống như vũng nước bị ô nhiễm, không thể nào tự làm sạch bản thân. Nếu xã hội không thể trừng phạt được, vậy thì buộc phải nhờ đến pháp luật và Uso sẽ là vị thẩm phán dùng pháp luật để thực hiện điều đó.